Xin chào bạn vị, như mọi người có nhớ thì lần trước mình có một cái video nói về chiếc HTC Design 10 Pro. Và trong video đấy rất nhiều người hỏi mình, tại sao đây nó lại bán rẻ như thế? Có phải là hàng fake, có phải hàng dựng không? Nhưng tất cả đấy là hàng chính hãng và thực sự đến bây giờ còn nhiều người dùng không phân biệt được là tại sao hàng chính hãng nhưng ở thế giới di động và FPT thì lại đắt, mà các cửa hàng như kiểu là Di động Express hay là Di động Thông minh hay là Hoàng Hà lại rẻ hơn. Và video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại và một số thông tin mình cập nhật so với lại cái video lần trước mình đã từng làm khá lâu rồi. Điểm đầu tiên là các chuỗi cửa hàng như Hoàng Hà này, Di động Express hay Di động Thông minh đều là những cửa hàng nhỏ lẻ. Các bạn thấy là cái kích thước, kích cỡ của cửa hàng là nó khá bé, nó không phải là thuộc cửa hàng quá to. Nếu như các bạn nhìn sang thế giới động của FPT đều là những mặt bằng rất khủng bố như nằm ở các ngã tư, các vị trí đẹp và diện tích thì rất khổng lồ. Thứ hai, do họ chỉ tập trung vào một cái nên mà họ sẽ lấy lợi nhuận tuy nó ít đi nhưng mà sẽ đảm bảo được. Trong khi đó, FPT hay thế giới động thì còn bán rất nhiều mẫu mã khác bên cạnh smartphone. Chúng ta còn có laptop và vô số các thứ khác. Thành ra là mức chi phí của họ cũng cao hơn để có thể phân phối đều. Và cái thứ ba là với các những đại lý lớn như kiểu thế giới động hay FPT Shop thì đều bị rất là chặt chẽ trong cái việc cung cấp giá bán. Giá của FPT Shop và thế giới động gần như là gắn chặt với giá bên hãng. Hãng công bố như nào thì FPT Shop và Di động sẽ có mức giá như thế. Khác biệt so với những cửa hàng như Hoàng Hà, Di động Express hay là Di động Thông minh thì họ đều có các cái mức giá thấp hơn so với công bố. FPT và Di động sẽ đẩy ra là rất nhiều quà tặng thay vì là cắt giảm vào giá. Các cửa hàng còn lại sẽ giảm quà tặng đi nhưng cắt thẳng vào giá luôn. Và do đó nên mà cái mức giá nó sẽ thấp hơn. Mặc dù hàng chất lượng như nhau, đó chính là cái thứ tư. Tất cả các cửa hàng này đều lấy hàng từ một nguồn khi là hàng chính hãng. Tức nghĩa là đều do hãng phân phối trực tiếp đến các cửa hàng hoặc là hãng sẽ phân phối đến các cái đại lý phân phối lớn, sau đó họ sẽ đẩy xuống đến các cái đơn vị cửa hàng để có thể mua về. Để các bạn nhớ lưu ý vấn đề này. Do đó chất lượng là như nhau 100%, đều tốt như nhau, không có gì khác biệt. Khi bảo hành cũng sẽ không bảo hành tại Thế giới di động, không bảo hành tại FPT Shop, không bảo hành tại Hoàng Hà hay Di động Express, sẽ là trung tâm bảo hành của hãng để làm việc. Nên các bạn có thể yên tâm là mua ở đâu cũng được, rẻ hơn là phù hợp. Và cái yếu tố cuối cùng thứ năm đó chính là về cái quy mô rộng lớn. Thì các bạn biết Thế giới di động hay FPT Shop thì đều có quy mô trên toàn cả nước. Trong khi đó với các đơn vị như Hoàng Hà, Di động Express, Di động Thông minh thì họ lại chỉ có tập trung ở các cái thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh. Ví dụ như Di động Thông minh hình như có tận khoảng hơn mười mấy shop, hay là Hoàng Hà họ cũng có số lượng shop vô cùng lớn ở cả Hà Nội, Hồ Chí Minh. Còn cái với Di động Express thì cái hôm nọ mà mình làm video các bạn ấy thì họ mới chỉ có hai cửa hàng. Và nói thật là với quy mô chỉ có 1-2 cửa hàng như vậy nên họ sẽ có mức chi phí thấp hơn rất nhiều. Và thế nên họ sẽ đẩy mạnh vào giá để làm sao thu hút được nhiều người tiêu dùng. Và đấy là mình đã chia sẻ với các bạn và cập nhật một số thông tin so với cái video lần trước mình giải thích về việc tại sao hàng chính hãng mà mỗi nơi một giá và tại sao các cửa hàng lại có mức giá rẻ hơn so với Thế giới di động và FPT. Thì giá tốt tại sao không mua, đúng không? Và tiền còn lại thì ra mấy chỗ đặc khu kinh tế như Nguyễn Chí Thanh hay là Trần Duy Hưng, Nguyễn Khánh Toàn. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.